Con kính chào cha, con kính chào cộng đoàn làm Chúa thương xót. Cách đây hơn con là Teresa Nguyễn Thị Thắng, con là giáo sứ Trung Đồng giáo phận Phát Diệm. Cách đây hơn một năm cháu con nó bị bệnh viêm phổi mà nó bị tiêu chảy cấp nữa. Bệnh viện dưới thì họ chuyển lên bệnh viện trên bảo là bây giờ phải lọc máu, mà lọc máu thì mất 50 triệu, mà gia đình con thì cũng không có điều kiện được lắm. Thế con có chị ở làng thì cho con số điện thoại của cha, rồi con nhắn tin cho cha cộng đoàn cầu nguyện cho cháu của con để cháu của con được khỏi bệnh và không bị truyền máu. Vậy là cha nhắn tin lại cho con là cha bảo con cứ yên tâm, cha và cộng đoàn cầu xin lòng Chúa thương xót lúc 3 giờ chiều và dâng đến 5 giờ 30 chiều 4 ngày. Mình con cứ an tâm, vậy trong lòng con an tâm, con vui vẻ lắm. Là con nhắn tin cho anh con bảo con điện cho anh con bảo cứ yên, con bảo cứ yên tâm, vậy là hôm sau cháu con không bị lọc máu nữa. Dạ vâng. Hallelujah. Đây sẽ gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Anh chị em thấy cái lòng tín thác là như vậy, thấy là không còn hy vọng nhưng vẫn còn tín thác là còn hy vọng. Chúa chúc lành cho con. Rồi mời con.